Dạ, má con có gửi bức thư cho chú. Ăn gửi cho đàng hoàng đó nha. Cờ bạc rượu chè trai gái hú sách mà tao quýnh với mày sắp mặt á. Tham gia câu lạc bộ là một yêu cầu bắt buộc để xét điểm cho các bạn sinh viên cuối kỳ. Nổi bật hơn hết đó chính là câu lạc bộ MMA PC. Chúng ta còn có câu lạc bộ võ ta nữa. Có gì cần giúp đỡ thì cứ kêu hai vợ chồng anh chị ha. Hai vợ chồng với ông. Mình là Khánh Trang. Mình là Khoa. Tránh xa Thánh Trang đây mày. Hoàng, anh bỏ cái trò hèn đó đi. Em quen thằng nào, anh đập thằng đó. Yeah.